Tòa thị chính thành phố Cologne, Đức bỗng nhiên trở nên đông đảo hơn so với thường lệ. Tâm điểm sự chú ý chính là các cặp đôi, những người tới đây để kết hôn trong đúng ngày mùng 2 tháng 2 này, nhà anh Philip và chị Celine. Chúng tôi chọn ngày này hoàn toàn tình cờ. Khi đặt lịch đi đăng ký kết hôn thì chúng tôi thấy ngày này vẫn còn một chỗ trống, như là dành riêng cho chúng tôi vậy, nên chúng tôi đã quyết định chọn ngày mùng 2 tháng 2. Với tôi thì chọn ngày này rất tiện, sẽ không phải lo chuyện quên mất kỷ niệm ngày cưới. Còn với một số cặp đôi khác như vợ chồng chị Sabine, thì mùng 2 tháng 2, một ngày rất đẹp với con số, được lựa chọn nhằm mang đến may mắn cho cuộc sống gia đình sắp tới. Anh ấy ngỏ lời cầu hôn tôi vào mùa đông, và sau đó chúng tôi lập tức suy nghĩ tìm một ngày đẹp và dễ ghi nhớ. Số 2 cũng là con số may mắn của tôi nữa. Cái gì có số 2 cũng tốt với tôi. Đại diện tòa thị chính cho biết, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón các cặp đôi muốn chọn đây làm ngày trọng đại. Hôm nay chúng tôi có 26 cặp đôi tới làm lễ, nhiều hơn so với bình thường vào giai đoạn này. Đây là một thời khắc đặc biệt, nhất là khi dịch bệnh khiến nhiều người phải hoãn đám cưới của mình. Chúng tôi đều mong muốn họ có được niềm vui trong ngày kết hôn của mình. Lựa chọn một ngày đẹp cho thời khắc trọng đại, các cặp đôi hy vọng đó sẽ là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc lâu dài bên nhau.